Chào các bác nhá, là em Thành Ô Tô. Trên tay em Thành Ô Tô đây là một cái sạc 3,5kg của VinFast này. Và đây là sạc treo tường của VinFast này, 7,4kW. Thế thì các bác đang có một cái thắc mắc là mua xe VF5 hay VF6 thì chúng ta sẽ sử dụng cái sạc nào để tốt hơn, tiện lợi hơn cho xe, đúng không ạ? Ở đây thì là một cái sạc 3,5kW, có thể mang đi mang lại, vô cùng là tiện lợi, đúng không ạ? Vô cùng là tiện lợi. Tuy nhiên thì đầu vào của nó, tức là nguồn điện vào, nó sẽ chỉ bằng 1/2 so với cái sạc treo tường này thôi. Nhưng nó lại có thể mang đi mang lại được. Còn đâu sạc 7,4kW này thì sẽ phải bắt cố định vào tường như thế này, treo thẳng vào đây. Còn mang đi mang lại thì sẽ rất là bất tiện, đúng không ạ? Đây, cái đầu súng sạc nó sẽ cũng như nhau thôi. Đấy, súng sạc cũng như nhau thôi. Nhưng mà về độ đa dụng, tiện dụng thì nó sẽ không bằng cái sạc 3,5kW này các bác nhá. Đây cái sạc 3,5kW của Vin này. Đấy, có thể điều chỉnh được dòng điện này, có thể điều chỉnh được dòng điện nhá. Còn ở đây cái sạc 7,4 này thì chúng ta đang chưa tìm thấy cái nút để mà chúng ta điều chỉnh cái nguồn điện đầu vào, chưa tìm thấy cái nút để điều chỉnh nguồn điện đầu vào. Nhiều khi chúng ta đến vào những cái vùng mà chúng ta mua xe mà ở những cái vùng mà điện yếu, hay là nguồn điện gia đình của chúng ta yếu, thì chúng ta sẽ không thể dùng được cái sạc 7,4kg này nhá. Giá thị trường giá của Vin thì về cái sạc 3,5kW này đang có mức giá thì nó cũng xem so với cái sạc 7,4 này. Còn nếu mà giá thị trường thì cái sạc 7,4 này hiện tại đang là 9-10 triệu, còn cái sạc này chỉ có 4 triệu thôi. Đấy, 4 triệu đến 4,5 triệu cái sạc 3,5kW này, tùy vào cái chất lượng của cái sạc còn lại nhá. Có sạc mới và cũng có sạc là có sạc cũ đã dùng của những cái chủ xe VF8 người ta không dùng nữa, người ta bán đi. Thế thì VF5, VF6 về cơ bản thì em Thành Ô Tô sẽ đưa ra cái sự lựa chọn như sau. Thứ nhất, nếu nhà chúng ta điện khỏe và chúng ta hạn chế cái việc sạc ở ngoài thì chúng ta lên dùng cái sạc 7,4kW. Và chúng ta là một gia đình ít khi đi di chuyển du lịch đi xa thì chúng ta sẽ sử dụng cái sạc 7,4kW này sẽ hợp lý cho các bác. Còn nếu chúng ta là một gia đình thường xuyên di chuyển xa thì chúng ta lên sử dụng cái sạc 3,5kW của Vin này nhá. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì nếu chúng ta sử dụng cái sạc 3,5kW của Vin này thì chúng ta di chuyển đi đâu du lịch cầm theo nó cũng rất là dễ, đúng không ạ? Bởi vì đề phòng là tại những cái địa điểm mà chúng ta du lịch nó không có cái chỗ chạm sạc thì chúng ta có thể cắm nhờ cái khách sạn hay nhà dân bằng cái sạc 3,5kW này nhá. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhớ một điều là cái sạc 3,5kW này thời gian sạc nó sẽ không thể nhanh bằng cái sạc 7,4kW kia được. Nếu mà sạc trung bình cho chiếc VF5 thì nó sẽ mất khoảng tầm 12 tiếng mới đầy pin, 12 đến 13 tiếng mới đầy pin nếu dùng cái sạc 3,5kW này. Còn nếu như sử dụng cái sạc 7,4kW kia thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm 6 tiếng mới đầy pin nha. 7,6,4,2 mà. Đấy, còn đây là phải tầm mất từ 11 đến 12 tiếng thì mới đầy pin được các bác nhá. Nên là chúng ta sẽ lưu ý để lựa chọn cho các cái dòng sạc. Còn ngoài ra thì ở bên cạnh đây thì em Thành Ô Tô có cái sạc 2,2kW của Vin. Bây giờ giá bán trên trang chủ của Vin đang là 4 triệu nha. 4 triệu. Đấy. Thế thì chúng ta tội gì phải mua cái sạc 2,2 này, đúng không ạ? Chúng ta dùng luôn cái sạc 3,5kW này, cũng giá thị trường bây giờ mua có 4 triệu thôi. Đấy. Các bác nào có nhu cầu mua những cái sạc của Vin thì đừng quên là liên hệ ngay với em Thành Ô Tô theo cái số hotline là 0961 395 131 hoặc số Zalo 0979 188 958. Em Thành Ô Tô cung cấp tất cả các cái phụ kiện, linh kiện cũng như là cung cấp tất cả các dòng xe điện của VinFast. Đừng quên nhấc máy gọi ngay cho em Thành Ô Tô, hotline là 0961 395 131 hoặc Zalo 0979 188 958 để được tư vấn hỗ trợ. Còn bây giờ thì em Thành Ô Tô xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.